Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu bến Tre vừa cứu sống thành công bệnh nhân nam 64 tuổi bị tăng kali máu nặng, kali 8.0 trên lít trong tình trạng nguy kịch trên nền bệnh thận mạng. Trước đó, bệnh nhân NVD, 64 tuổi, ở xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, nhập viện Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri trong tình trạng hôn mê, thở yếu, huyết áp 100 trên 60mm thủy ngân, SPO2 98%, rối loạn nhịp chậm, kali trong máu 7.3mm trên lít. Sau khi xử trí hạ kali máu theo phát đồ không đáp ứng, bệnh nhân được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 4 tháng 12. Lúc này, bệnh nhân trong trạng thái lơ mơ, thở nặng nhọc, tim loạn nhịp khoảng 45 một phút, huyết áp 100 trên 60 mm thủy ngân rất nguy kịch, đe dọa ngừng tim ngừng thở. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện, kali trong máu lúc này là 8.0 mmol trên lít, kali trong máu bình thường từ 3.5 mmol một lít đến 5.0 mmol một lít. Kali trong máu cao hơn mức này, bệnh nhân có nguy cơ rối loạn nhịp tim và tử vong. Ngay lập tức, các bác sĩ hội chẩn với các bác sĩ khoa nội A, bệnh nhân được chỉ định chạy thận cấp cứu khẩn cấp để điều chỉnh tình trạng rối loạn nhịp tim, đe dọa ngưng tim, kiểm soát kali máu. Sau gần 2 giờ điều trị tích cực và chạy thận nhân tạo cấp cứu, bệnh nhân dần hồi tỉnh, giảm khó thở, kali máu của bệnh nhân về mức an toàn 4.6 mm một lít, nhịp tim trở về bình thường, bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch. Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi điều trị tích cực tình trạng bệnh thận mạng và các bệnh nền kèm theo.